Phương Thanh, Đàm Vĩnh Hưng, từ chị em thân thiết tới cạch mặt nhau, lùm xùm bùa ngải, chèn ép đối phương. Tôi và Phương Thanh không nhất thiết phải làm hòa. Đó là lời tuyên bố của Đàm Vĩnh Hưng sau hơn một thập kỷ cạch mặt người chị từng rất thân thiết trong showbiz Việt. Trong showbiz Việt, Đàm Vĩnh Hưng nổi tiếng có mối quan hệ rộng. Ngoài lượng fan ruột lớn sẵn sàng ủng hộ thần tượng, anh còn rất nhiều học trò, bạn bè thân thiết lâu năm là nghệ sĩ, hoa hậu, doanh nhân nổi tiếng. Dù quảng giao như vậy, nhưng vẫn có những cái tên bị ông Hoàng Nhạc Việt đặt vào vùng cấm, không bao giờ thích nhắc tới. Một trong số đó là bạn cũ Phương Thanh. Đây là thắc mắc của không ít khán giả theo dõi cặp bạn thân này từ lúc họ còn oanh tạc trên bảng xếp hạng thời làn sóng xanh, cuối thập niên 90 đến đầu những năm 2000. Cả hai cùng vào nghề sớm, quen biết nhau từ các sân khấu nhỏ, cho tới khi trở thành những ngôi sao có rất đông người hâm mộ. Phương Thanh và Đàm Vĩnh Hưng từng ca ngợi tình bạn đẹp giữa họ trên sân khấu. Nữ ca sĩ nói, ở chúng tôi có sự đồng điệu, chúng tôi có máu điên khi hát, luôn hát hết mình và hay pha trò với khán giả trên sân khấu để giải tỏa không khí căng thẳng. Hưng nói chuyện có duyên và rất hay, là người biết cách chia sẻ vui buồn một cách chân thật. Anh ấy luôn chứng tỏ mình biết tiêu tiền và quý trọng đồng tiền mình làm ra. Thế nhưng mối quan hệ này rạn nứt dần từ khoảng tháng 8 năm 2007. Lúc đó chị Chanh bức xúc nói bị một kẻ giấu mặt khủng bố tin nhắn điện thoại với nhiều lời lẽ tục tiểu, khiếm nhã. Khi chia sẻ với truyền thông, Phương Thanh cho biết đã đến gặp Đàm Vĩnh Hưng và khẳng định trong chuyện này, Chanh chỉ nghi ngờ Ngọc và Hưng. Mâu thuẫn càng lên tới đỉnh điểm khi Phương Thanh thua khi khởi kiện một blogger viết lời chê bai mình trên mạng xã hội. Cô cho biết đã nhận được thông tin rằng luật sư bên phía Đàm Vĩnh Hưng giúp cho blogger này thắng kiện. Kể từ đó, chị Chanh khẳng định cả hai không đội trời chung và không thể nào hàn gắn. Khi Phương Thanh có những tuyên bố xóa bỏ tình bạn, thì phía ông Hoàng Nhạc Việt khéo léo lên tiếng. Hưng rất tiếc tình bạn giữa Hưng và Thanh, hy vọng một ngày nào đó, chân tướng mọi việc sẽ sáng tỏ. Hưng chỉ thấy cả Hưng và Thanh đều là nạn nhân trong câu chuyện này. Trong những buổi vui chơi của Hưng hay Thanh mà cứ vắng mặt nhau thì quả thật là buồn lắm. Buổi sinh nhật của Hưng mà không có mặt Phương Thanh, Hưng buồn muốn khóc. Hưng không muốn mất đi một người bạn hiểu được mình, có thể chia sẻ với nhau những điều không thể nói với ai khác. Người nào là thủ phạm của sự việc ác độc này, thế nào cũng sẽ gặp quả báo. Năm 2008, Phương Thanh trong một lần phỏng vấn đã khẳng định cả hai im lặng với nhau suốt một năm qua. Cô nói thêm, tôi và Đàm Vĩnh Hưng chỉ chơi với nhau khoảng một năm, sau đó không chơi nữa. Như tôi đã nói, có những mối quan hệ bạn có thể giảng hòa được, nhưng cũng có những mối quan hệ không thể. Nhiều người cho rằng hai nghệ sĩ này đều quá thẳng thắn, nóng tính nên càng khó nhìn mặt nhau sau mâu thuẫn nếu không ai chịu xuống nước trước. Năm 2012, Đàm Vĩnh Hưng và Phương Thanh khiến showbiz Việt ngỡ ngàng khi chịu đứng chung sân khấu, thậm chí song ca tại lễ trao giải làn sóng xanh lần thứ 15. Tuy nhiên chị Chanh lúc ấy vẫn chắc nịch quan điểm, tôi chưa bao giờ tha thứ cho Đàm Vĩnh Hưng. Sau 2 năm, báo chí lại được một phen tốn nhiều giấy mực khi trong một bài viết trên trang cá nhân, Phương Thanh nói bị mẹ con Đàm Vĩnh Hưng chơi ngải. Trước đó, ông Hoàng Nhật Việt đã trả lời một bài phỏng vấn, khẳng định anh chưa bao giờ hại ai bằng bùa ngải, mong muốn được đối chất với Phương Thanh khi xuất hiện nhiều tin đồn liên quan đến vấn đề này. Trong bài viết trên trang cá nhân, Phương Thanh cho biết cả hai từng có một cuộc gặp mặt để ba mặt một lời về chuyện bùa ngải tại quán cà phê vào khoảng năm 2008. Khi đó, hai người đã có dịp nói hết những suy nghĩ của mình về nhau, bao gồm cả quyết định im lặng và đẩy tình bạn này vào ngõ cụt. Vì vậy, chị Chanh không hiểu vì sao Đàm Vĩnh Hưng lại lên tiếng nhắc lại chuyện xưa trên báo chí, còn thổ lộ mong muốn được gặp mình để thanh minh. Trước lời đề nghị gián tiếp về cuộc gặp gỡ để đối chất của Mr. Đàm, Phương Thanh thẳng thắn từ chối. Cô viết, bây giờ tôi với bạn gặp nhau để làm gì nữa? Ba mặt một lời để làm gì nữa? Có mấy người thân với bạn, nhưng cũng quen với tôi, nhắn cho tôi mong muốn hai người chơi lại với nhau. Chứ có ai dám nhắn tôi ra ba mặt một lời với bạn đâu, vì họ biết tính tôi nói một là một, hai là hai, không bao giờ thay đổi. Chưa kể trong bài viết của mình, Phương Thanh còn dùng cụm từ tám đàm để nói về Đàm Vĩnh Hưng, khiến nhiều người cho rằng cô đang mỉa mai bạn cũ như cách từng giễu cợt Long Nhật là bà tám của showbiz Việt.